Chào toàn thể quý vị và các bạn, kênh Tin Mới TV xin gửi đến quý vị và các bạn bản tin mới nhất trong nước và quốc tế. Nói đến Triều Tiên được ví như những câu chuyện cổ tích chỉ có trong sách vở, đây là nhà nước bị cai trị bởi gia đình họ Kim. Theo mô hình phong kiến kiểu mới không giống bất kể đất nước nào trên thế giới loài người đang hiện hữu. Vào ngày hôm nay 29 tháng 4 năm 2020, cả thế giới đang hướng mắt dõi theo về đất nước Triều Tiên bé nhỏ nơi đang có cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt với người hàng xóm khổng lồ là trung quốc nhưng điều làm mọi người đặc biệt quan tâm ở đây chính là tình hình sức khỏe của người đứng đầu nhà nước kim jong un theo nhiều nguồn tin tiết lộ nhà tài phiệt trẻ tuổi tài hoa này đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sống trong trạng thái thực vật vì bị tập cân bình cho tình báo hoa nam ám sát từ sự kiện này đất nước triều tiên hỗn loạn bởi rắn đã mất đầu em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đứng lên chấp chính tạm thời, nhưng các thế lực vây quanh cũng không hề kém cạnh, và các thế lực này đang bùng phát dữ dội khi mà quyền lực của em gái ông Kim Jong Un chưa đủ uy lực để độc chiếm ngôi vương. Chỉ nhìn sơ bộ thôi, người ta đã thấy bốn thế lực ngầm đang tranh giành nhau quyết liệt để chiếm vị thế của Kim Jong Un, chưa kể đến các thế lực bên ngoài vẫn lăm le xâm phạm hòng biến đất nước tên lửa này thành một miền đất thuộc địa chiếc vòi bạch tuộc của đảng cộng sản trung quốc đang phát huy chất độc nguy hại cực dài liếm láp đất nước tên lửa khiến đất nước này xảy ra các cuộc nội chiến và ngoại chiến liên miên trong những ngày qua tập cận bình đang đổ thêm dầu vào lửa hắn đang tìm kiếm trong các phe phái nội bộ triều tiên xem kẻ nào có đủ gan lớn bán đất nước này cho trung quốc và họ tập sẵn sàng đầu tư cho kẻ ấy hàng triệu quân lính và các loại vũ khí để tiến thẳng vào thủ đô Bình Nhưỡng làm một cuộc đảo chính lập lên một chế độ bù nhìn, phục vụ cho tham vọng bá vương của Trung Quốc. Và trong những ngày qua, trong bốn phe phái nổi lên tranh giành quyền lực ở Tiểu Tiên, người ta nhìn thấy phe thân Tàu, phe thân Nga, phe chấp chính của em gái ông Kim Jong-un và phe con trai ông Kim Jong-nam gọi ông Kim Jong-un bằng chú ruột có vẻ như trong bốn phe cánh này, Tập Cận Bình đang hướng tới phe của Kim Han Son, con của ông Kim Jong Nam, vì chàng trai này mới 25 tuổi chưa thấu hiểu nhân tình thế thái. Hơn nữa hắn có tham vọng trả thù chú ruột của mình là ông Kim Jong Un cách đây 3 năm về trước đã ra tay sát hại cha ruột của mình. Có nguồn tin cho rằng... Kim Han Son đã cầu cạnh Tập Cận Bình giúp sức và Tập Cận Bình đã đưa 2 triệu binh lính áp sát biên giới Trung chiều đợi thời cơ đánh thẳng vào thủ đô Bình Nhưỡng, đưa Kim Han Son lên làm bù nhìn. Và đất nước Triều Tiên là của Trung Quốc. Xoay quanh vấn đề này, một cuộc thanh trừng người thân ruột già cũng đang diễn ra tại đất nước Nhân Sâm. Vào ngày hôm qua 28 tháng 4, vợ con của ông Kim Jong Un đã phải trốn chạy bởi sự truy sát kinh hoàng của em gái ông ta. Bà Kim Do Rong khi lên nắm quyền tạm thời đã nghĩ ngay tới việc nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Ba đứa cháu rụt gọi bà bằng cô, con của ông Kim Jong Un đứa lớn nhất mới lên 10 tuổi, đứa bé nhất thì đang còn ở trong nôi, những bà Kim Do Rong đã nhẫn tâm ra tay tàn độc. Rất may mắn là vợ con của ông Kim Jong Un được một vị tướng không quân, từng là người hộ tống thân cận của ông đã ra tay cứu giúp lên đã thoát chết nhưng hiện nay bốn mẹ con bà di vợ con của ông kim jong vẫn đang trong vòng nguy hiểm chỉ khi nào thoát ra được khỏi đất nước triều tiên mới có thể nói là an toàn về tính mạng thưa quý thính giả và các bạn chiến tranh triều tiên trung quốc là cuộc chiến giữa hai nước trung quốc và triều tiên đã kéo dài suốt hàng chục năm nay vẫn chưa có hồi kết Nguyên nhân của các cuộc chiến này gây nhiều tranh cãi, nhưng nhiều khả năng bắt nguồn từ tham vọng bành trướng của các triều đại phong kiến Trung Quốc với các nhà nước trong lịch sử của Triều Tiên. Cả hai bên đều cố gắng tìm cách thiết lập hệ thống cai trị của riêng mình, song không ổn định và dễ bị bất ổn. Điều đấy khiến hai bên phải lao vào chiến tranh là điều không tránh khỏi. Hôm qua ngày 28 tháng 4 năm 2020, bất ngờ quân đội của Triều Tiên khai súng khiến cho binh lính và xe tăng của Trung Quốc chạy tán loạn ở biên giới Bình Nhưỡng. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, vào lúc 22 giờ đêm ngày hôm qua, quân đội của Bình Nhưỡng đã cho nổ súng bắn đạn thật gần biên giới Trung Triều, làm cho 106 xe bọc thép của Bắc Kinh chạy toán loạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra, khi mà phía Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đang phải điều trị. Phía Bắc Kinh đã bí mật điều rất nhiều xe tăng và pháo cao xạ cùng 1.500 quân lính tràn sang biên giới của Bắc Triều Tiên đánh úp để chiếm đóng một phần lãnh thổ của đất nước Triều Tiên. Tuy nhiên, quân đội của Bình Nhưỡng quá cảnh giác khi phát hiện ra phía Trung Quốc đem quân sang chiếm đóng. Lập tức Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng đã phát lệnh cho quân đội của nước mình điều 6.000 binh lính và mang theo rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất thế giới. Trong đó không thể thiếu một loại vũ khí mạnh nhất của Triều Tiên, đó chính là các tên lửa đạn đạo và tên lửa xuyên lục địa, theo một nguồn tin thân cận tiết lộ. Vào đêm ngày hôm qua, Quân đội của Bắc Triều Tiên đã cho bắn đạn thật để phát lệnh một cuộc đối đầu khủng khiếp với Trung Quốc ở khu vực biên giới Trung Triều, nhưng phía Bắc Kinh không có một sự phản kháng nào. Khi thấy quân đội của Triều Tiên nổ súng, Bắc Kinh đã cho toàn bộ quân lấy xe tăng chạy toán loạn để thoát thân. Vì vậy mà cuộc đụng độ ngày hôm qua không có một thương vong nào xảy ra, mặc dù tiếng súng đã nổ. Thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao trong những ngày vừa qua truyền thông trên toàn thế giới liên tục đưa tin về tình hình sức khỏe của ông kim jong un người đứng đầu đất nước bắc triều tiên đang có vẻ như không được tốt nhưng phía trung quốc vẫn đem quân đi xâm lược và tại sao phía bắc kinh lại cho quân lính và xe tăng tháo chạy toán loạn mà không có một màn đáp tạ đối đầu nào với bình nhưỡng thì xin thưa với quý vị rằng do nắm bắt được tình hình nội bộ của Triều Tiên nên phía Trung Quốc đã lợi dụng cơ hội này để đem quân sang xâm chiếm một phần lãnh thổ ở biên giới Trung Triều. Tuy nhiên, không có sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, người đứng đầu đất nước tên lửa này. Bình Nhưỡng vẫn cho quân đội trực chiến 24 trên 24 giờ, và người chỉ huy các trận đánh này là em gái của ông Kim Jong-un là bà bà Kim Jo Jong. Trung Quốc là một nước luôn lợi dụng tình hình trong khu vực để đi gây hấn, bắt nạt xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình cho nên quân đội của bình nhưỡng luôn cảnh giác cao nhất và vụ việc ngày hôm qua là một minh chứng xác thực cho điều đó thưa quý vị những ngày vừa qua truyền thông trên toàn thế giới đề cập đến rất nhiều tới sức khỏe của ông kim jong un nhưng hiện tại thì chưa có một thông tin nào chính xác cho thấy rằng sức khỏe của ông đang trầm trọng có một vài bài báo của Nhật Bản hay Hàn Quốc và Trung Quốc nói rằng sức khỏe của ông Kim Jong-un đang có vấn đề nghiêm trọng, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được cho là bạn thân của ông Kim Jong-un mới đây đã lên tiếng nói rằng bạn tôi vẫn có một sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, sức khỏe tình hình hiện tại của ông Kim Jong-un như thế nào thì chúng ta sẽ được rõ sau phần cuối của bài ngày hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi còn quay trở lại với việc trung quốc lợi dụng tình hình để đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải ở biên giới trung triều là một tội ác không thể nào dung tha các nước trong khu vực đồng loạt lên tiếng phản đối chính phủ của bắc kinh tất cả các nước như mỹ italia tây ban nha bồ đảo nha hà lan anh pháp đức nhật bản hàn quốc australia ấn độ kể cả là nga trong thời gian vừa qua đã liên tục cảnh cáo và lên án phía trung quốc khi cho rằng chính quyền của ông tập cận bình quá lộng hành quá coi thường luật pháp quốc tế khi liên tục đưa tàu thuyền xâm phạm vào vùng lãnh hải lãnh thổ của các nước trong khu vực đông nam á ngoài ra chính quyền của ông tập cận bình luôn tỏ ra hai mặt một mặt tỏ ra rất quan tâm tới tình hình sức khỏe hiện tại của ông kim jong un nhưng mặt khác chính phủ của bắc kinh muốn lợi dụng tình hình này để đem quân đi xâm chiếm thêm một phần lãnh thổ ở biên giới trung triều bằng chứng là vào ngày hôm kia truyền thông của hàn quốc cho biết chính quyền của ông tập cận bình đang rất lo sợ lòng như lửa đốt khi có những thông tin đồn đoán rằng sức khỏe của người đứng đầu triều tiên ông kim jong un đang gặp vấn đề trầm trọng chính vì điều này mà chính phủ của trung quốc đã điều một đoàn nhân viên y tế cấp cao tới thủ đô bình nhưỡng giúp đỡ cho ông kim jong un nhưng phía triều tiên không nhận sự giúp đỡ từ phía trung quốc bởi vì họ lo ngại âm mưu của trung quốc trong vấn đề này là rất lớn thưa quý vị hôm qua tờ báo tokyo của nhật bản có một bài viết nói rằng nếu ông kim jong un có vấn đề không ổn về mặt sức khỏe thì nó sẽ tiềm ẩn gây bất ổn cho khu vực đông nam á này tờ báo của nhật bản cho biết trong những ngày vừa qua dư luận trên toàn thế giới không khỏi xôn xao về sức khỏe của nhà lãnh đạo nước cộng hòa nhân dân triều tiên nhất là khi ông kim được cho là vắng mặt trong lễ mừng sinh nhật của ông nội mình đó là một sự kiện cực kỳ quan trọng và gần như không thể vắng mặt lãnh đạo cao cấp nào trong cái bối cảnh đó nếu ông kim có vấn đề về sức khỏe thì các nước đặc biệt quan tâm là ai đang nắm quyền kiểm soát quân đội và kho vũ khí hạt nhân của bình nhưỡng vốn nó đang có những ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chính trị trên toàn thế giới nói chung và tình hình đông bắc á nói riêng bởi đơn giản là nếu như bán đảo triều tiên bỗng nhiên căng thẳng thì mỹ nhật bản hàn quốc nga trung quốc không biết sẽ trao đổi với ai để giải quyết vấn đề này thêm vào đó còn một nỗi lo khác đó chính là mỹ và các nước khu vực đông nam á sẽ phải đối mặt nếu như ông kim có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe liệu có thể xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực nội bộ hay không và tất nhiên nếu có biến động lớn thì hàng loạt các vấn đề đặt ra và nổi cộng nhất là phát sinh dòng người rời khỏi đất nước này thưa quý vị theo hãng tin của mỹ cho biết mỹ hiện đang theo dõi sát sao thông tin của ông kim cụ thể đài cnn của mỹ dẫn thông tin từ một quan chức mỹ giấu tên khẳng định rằng ông kim jong un đang gặp nguy hiểm tuy nhiên hãng tin này cũng đã dẫn nguồn tin của hàn quốc cũng như là của trung quốc nhật bản bác bỏ thông tin chuyện này từ mỹ theo đó hãng tin bbc news đã dẫn hai nguồn tin từ chính phủ hàn quốc khẳng định ông kim jong un không bị bệnh nặng lời khẳng định này liên quan tới các thông tin khi ông kim đã tại qua một cuộc phẫu thuật tim theo hãng tin cho biết, lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp chính phủ vào 4 ngày trước đó, tức là vào ngày 25 tháng 4, là ngày rất quan trọng của đất nước Triều Tiên và điều đó nói lên rằng ông Kim đang bị bệnh hoặc đang đi đâu đó và nguyên nhân là gì thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất, thưa quý vị. Vậy tính tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều các thông tin báo chí trên toàn thế giới cũng như lãnh đạo các nước đều tò mò đặt ra câu hỏi rằng ông Kim Jong-un hiện đang ở đâu và đang làm gì mà để cho truyền thông săn lùng đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng ông Kim tiếp tục không xuất hiện trong ngày Triều Tiên làm kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội. Sự vắng mặt liên tiếp của ông Kim tại các sự kiện lớn hàng đầu của Bắc Triều Tiên đồn thổi rằng ông đang có vấn đề về sức khỏe. Còn theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hôm kia, ngày 27 tháng 4 tập trung đưa tin về lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày thành lập quân đội của nước này. Theo một hãng tin cho biết, từ ngày 11 tháng 4 tới ngày hôm qua, 28 tháng 4 tức là hơn 2 tuần không có một hình ảnh nào đại diện của ông Kim Jong Un được công bố trên truyền hình của nhà nước Triều Tiên. Ngày thành lập quân đội là một trong những ngày lễ kỷ niệm quan trọng và lớn nhất đất nước. Điều đó nói lên rằng sức khỏe của ông Kim Jong Un không được tốt và ông đang nhập viện. Tuy nhiên, hãng truyền thông của Triều Tiên thì chưa đưa ra một thông tin chính thức nào. Truyền thông thế giới biết về sức khỏe của ông Kim và đó là một bí mật. Hàn Quốc sau đó cho biết Triều Tiên đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong ngày 24 tháng 4, một phần trong các hoạt động kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành tuy nhiên trái với mọi năm ông kim năm nay không trực tiếp quan sát vụ phóng tên lửa nói trên thưa quý vị vậy cuối cùng câu hỏi đặt ra là ông kim đang ở đâu ông kim đang làm gì mà vẫn chưa xuất hiện theo hàng tin voa cho biết sức khỏe của ông kim jong un ngày càng xấu đi trong những tháng gần đây do hút thuốc quá nhiều ông bị béo phì cũng như làm việc quá độ theo tôi biết thì ông ấy vật lộn với nhiều vấn đề về bệnh tim mạch từ tháng 8 năm 2019. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một đoàn tàu đặc biệt nhiều khả năng thuộc về nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xuất hiện tại một thị trấn nơi có khu nghỉ dưỡng cao cấp bảo ngày 25 tháng 4. Đây được cho là địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Vào tháng 9 năm 2014, nhà lãnh đạo Triều Tiên có khoảng một tháng bất ngờ vắng mặt. Khi đó, truyền thông quốc tế cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng ông Kim gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, sau một tháng hình ảnh của ông Kim Jong Un đã xuất hiện. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 4, đích thân tổng thống Mỹ đã nói với truyền thông của Mỹ rằng lãnh đạo Kim Jong Un trong tình trạng nguy hiểm sau khi phẫu thuật tim là hoàn toàn sai sự thật. Ông Trump đã chính thức chỉ trích hãng tin KCNA của Mỹ đưa tin không đúng sự thật thưa quý vị như vậy tính tới thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe của ông kim như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình trên chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị vào những bản tin tiếp theo xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe kênh tin mới tv của chúng tôi